Tâm hồn ăn uống của tôi đã lớn hơn vì lỡ xem những kênh này. Nhẹ nhàng, dễ chịu, món quê đơn giản không cầu kỳ nhưng lôi cuốn vô cùng. Tín đồ yêu thích món dân dã chắc ai cũng mê kênh của Út Về Vườn. Ai muốn nấu ăn tiết kiệm mà vẫn đủ chất, đủ loại, đủ cách chế biến thì kênh của Lê Anh Nuôi là chân ái. Viên VB, kênh này thì vừa xem nấu ăn, vừa xem tấu hài nhưng cũng học được nhiều tip hay ho nha. Nấu cơm nhà 7749 kiểu, có kênh Sami Biku Chiều. Sami còn có series món 5 sao, đẹp mắt, ngon miệng, cũng thú vị không kém. Huyền Phi, kênh món quê dân dã phiên bản voi, trong trẻo, ngọt ngào, xem xong đảm bảo có kinh nghiệm nấu tiệc tại gia luôn. Mia, vừa xem vừa nghe tâm sự, chia sẻ kinh nghiệm đời sống hôn nhân, tài chính ở kênh này nhé. Không chỉ ghi lại những khoảnh khắc đời thường cùng bà nội, kênh TikTok Tạ Công Bằng còn là nơi chia sẻ công thức nấu ăn, các món ăn miền Tây dân dã cực bắt mắt, mang đến năng lượng tích cực cho người xem. Nhờ nội dung chân thật, hấp dẫn và hữu ích, các kênh ẩm thực mang những chia sẻ nhỏ về kinh nghiệm nấu ăn, trải nghiệm món ngon này đã ngày một phủ sóng rộng lớn khi được đăng tải trên TikTok, một nền tảng dễ sử dụng, dễ viral.